Ngày 7 tháng 8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Đại tướng Hun Manet làm Thủ tướng Campuchia. Ông Hun Manet sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo Campuchia từ người cha Hun Sen, chính trị gia đã làm Thủ tướng Campuchia trong gần 4 thập kỷ qua. Trước đó, sau cuộc bầu cử tháng 7, ông Hun Sen đã tuyên bố không tiếp tục làm Thủ tướng và sẽ để chuyển giao vai trò này cho ông Hun Manet, con trai cả của ông. Về lý thuyết, để chính thức trở thành Thủ tướng mới của Campuchia, ông Hun Manet và nội các mới sẽ cần chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, dự kiến tổ chức ngày 22 tháng 8. Theo AFP, chính phủ sắp tới của ông Hun Manet sẽ có sự góp mặt của hàng loạt bộ trưởng trẻ tuổi. Ông Hun Manet, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CBB và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự danh giá này của Mỹ. Chính trị gia 45 tuổi này cũng từng được đào tạo ở Mỹ và Anh, có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol. Trước đó, ông Hun Sen đã tuyên bố sẽ rời nhiệm sở ngày 22 tháng 8. Ông Hun Sen sẽ vẫn là chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, CBB cầm quyền và khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc của thủ tướng và nội các mới. Tuy nhiên, ông Hun Sen cũng khẳng định tiếp tục chiến đấu vì sự ổn định của Campuchia, sẵn sàng trở lại cầm quyền nếu ông Hun Manet gặp nguy hiểm đến tính mạng.